Hello anh em, đã đến với kênh của Bún Review. Hôm nay hãy cùng mình theo các thành viên trong đội của những chú chuột lang nhỏ đã bị giết để trả thù họ những kẻ đã gây ra cái chết đó nhé. Tuy phim đã ra mắt khá lâu những độ hài hước thì vẫn rất là hợp thời nha anh em. Những chú chuột khác thường này nằm trong chương trình đặc biệt của chính phủ với mục đích sử dụng để làm đặc vụ gián điệp trong một căn cứ bí mật của FBI nọ. Darwin nhận ra vấn đề và đang tìm hướng giải quyết với Ben. Vì những chú chuột thông minh đang đứng trước việc FBI sẽ bãi bỏ chúng, ngày mai tổ chức sẽ đóng cửa nơi này. Cách duy nhất để ngăn chặn bi kịch là chứng minh điều đó bằng cách chiến đấu. Lần này mục tiêu được gọi là G-Fox. Vì Ben đã làm việc với người đứng đầu trong chương trình nghiên cứu này, nên anh hiểu rất rõ cơ cấu và cách hoạt động của tổ chức. Họ sẽ lên kế hoạch đột nhập vào căn cứ gã trùm công nghệ Saber để thu thập thông tin về một vi mạch mới mà ông ta mới phát triển. Nhưng lúc này, Ben nhận thấy rằng Saber đã bán công nghệ cho bên lắp ghép. Trong quá trình hack, anh tìm thấy tệp có tên Cluster Storm. Nó nằm trong máy cá nhân chứa các thông tin với mục đích tiêu diệt toàn cầu. Sau khi tìm hiểu cách thức nó hoạt động, thì họ quyết định tải tệp đó xuống máy của Ben. Darwin cũng rất đồng ý sau khi nghe điều này. Và động viên Ben đừng quá lo lắng, tiếp theo cậu ấy sẽ thông báo chuyện này với các đồng nghiệp của mình, để chuẩn bị cho một kế hoạch đặc biệt được bắt đầu. Darwin còn nói một lời khẳng định rằng, FBI rồi sẽ biết được vai trò của những chú chuột như cậu ấy. Lúc này họ đã tìm đến công ty công nghệ. Darwin gọi nhanh chóng phân bố công việc và liên lạc với Speckers. Cậu ta là con chuột chuỗi có biệt là hacker, nên rất nhanh đã khóa được mục tiêu là gã trùm Saber. Sau đó là thông báo cho Ares đang lặn mình trong nước. Sau khi lên bờ, cô lắc mình trông rất gợi cảm, khiến Chi Blaster không thể chợp mắt. Đúng là cặp đôi mới yêu nhau có khác mà. Cùng lúc này, chú ruồi mò ác đang đi do thám. Và Speckers đang sử dụng đoạn phim do cậu ta cung cấp được để theo dõi. Mò ác nhanh chóng tìm được văn phòng, nơi mà Saber phát biểu thứ công nghệ đó trên sân khấu. Ông ta vô cùng mãn nguyện với sản phẩm của mình, và hơn là có sự tham gia của rất nhiều chuyên gia tới tham dự. Đây là một máy pha cà phê tự động mới ra lò. Saber tin rằng các thiết bị gia dụng sẽ thông minh hơn trong tương lai gần. 48 giờ sau, ông ta sẽ nhấn kích hoạt hệ thống chip Saber. Hiện đại, thứ này có thể kích hoạt tất cả các plug-in điện của nó, để hình thành một mạng lưới các thiết bị điện có lợi cho nhân loại. Qua đó, tất cả các thiết bị điện sẽ được kiểm soát bởi một máy chủ. Lúc này, Darwin đang mày mò trước máy bàn phím trước máy tính, để tiến hành sao chép thành công Cluster Storm. Trong quá trình sắp chép, thì con chip nhằm hủy diệt trái đất đã được Saber kích hoạt. Lúc này ông ta đã tìm đến đây, nên Blaster và Ares rút lui ngay lập tức, và chạy một mạch về xe của Ben đã chờ sẵn bên ngoài. Sau khi biết rằng các tập tin đã được sao chép lại, thì anh ấy tỏ ra vô cùng phấn khích. Không ngờ sáng hôm sau FBI đã cử người tìm đến đây. Có vẻ là chuyện chẳng lành rồi. Chứ nếu không sao lại tới đây vào sáng sớm vậy chứ? Người chỉ dẫn nói với đám đông rằng họ đã nhân giống động vật để trở thành đặc vụ kể từ nội chiến, giống như nhóm gián có thể quay video này. Nhưng tất nhiên nhân vật chính là những chú chuột của chúng ta. Có khả năng giao tiếp là sử dụng bộ giải mã ngôn ngữ. John nói xong liền gọi nhóm chuột đặc vụ ra mắt những người ở đây. Anh ta còn nói rằng chúng rất chuyên nghiệp, như chú chuột chuỗi Speckers này. Nó có chỉ số IQ cao hơn cả con người, và đang làm việc như một hacker, như một đặc vụ bí mật. Ben liền cho nó mở tập tin của Cluster Storm lên. Nhưng không ngờ trên màn hình chỉ là một cái máy pha cà phê. Lúc này Darwin vô cùng bối rối, vì đó phải là một kế hoạch hủy diệt trái đất cơ mà. Ngay sau đó những đặc vụ này liền rời đi, cho rằng những chú chuột chỉ làm những chuyện nhảm nhí, nên đã sẵn sàng đóng cửa nơi này. Điều này thì John cũng không thể nào can thiệp được, nhận thấy tình trạng đang xấu dần đi. Blaster và Ares thực sự muốn làm gì đó, nhưng lúc này FBI vẫn muốn bắt chúng lại, nên nhóm Darwin lập tức tìm đường chạy. Thấy họ sắp đến, chúng lập tức cởi bỏ thiết bị của mình. Dưới sự hướng dẫn của cô trợ lý, chúng lần lượt bước vào khoang trốn thoát. Tiếp là bấm nút phóng theo đường ống, cứ ngỡ rằng chúng đã trách được tầm nhìn của FBI. Nhưng lúc này chúng vẫn đang bị tìm kiếm. Trong lúc chạy trốn, chúng đã vô tình tự nhốt mình vào trong lồng. Đen đủi là chiếc lồng này thuộc sở hữu của một cửa hàng thú cưng, và chúng đã vô tình trở thành những món hàng ở đây. Nên Blaster cảm thấy rất khó chịu, sau những lời kêu cứu trong vô vọng, thì bây giờ chúng phải tìm cách trốn thoát khỏi đây. Lúc này một con chuột lông dài kế bên bắt chuyện, nó nói rằng chẳng có cách nào thoát khỏi đây cả, trừ khi ai đó mua chúng mà thôi. Đúng lúc này Mo Ác xuất hiện. Thấy vậy, Darwin nhanh chóng nhờ chú ta nhờ Ben giúp đỡ. Nếu không con chip Saber hoạt động sẽ phá hủy thế giới mất. Nghe xong, Mo Ác lập tức hành động liền. Lúc này chúng đang thảo luận về cách ra ngoài thì có một số khách hàng tìm đến. Darwin lập tức nảy ra một ý tưởng là yêu cầu mọi người giả vờ dễ thương. Điều này sẽ tạo ra sự chú ý với khách hàng. Thế là chúng liền chia nhau ra. Ares đã được nhắm chúng đầu tiên. Tiếp theo đó là tới lượt Blaster. Trong khi đó Darwin và Speckers lại không ai để mắt tới, chỉ có thể nhìn Blaster và Ares được mang đi. Cùng lúc này John đang nói với lãnh đạo rằng nhóm chuột lang đã tìm thấy thông tin gì đó từ Saber,
Có vẻ như tổ chức Saber đang giấu điều gì đó, lấp sau vỏ bọc là phát triển đồ điện tử giả dụng. John thắc mắc tại sao ông ấy không để anh tìm hiểu việc này, nhưng vị lãnh đạo vẫn nói không cần. Ông ta còn nói việc tìm kiếm manh mối không dễ dàng như vậy, mà nên cung cấp cho Bộ Quốc phòng. Mà John dám tự hành động, ông ta sẽ không bỏ qua cho anh ấy. Bên này Specter đang giả chết, vì cậu nghĩ rằng vậy sẽ ra được khỏi đây. Tuy nhiên lại không như cậu ta mong đợi, anh chủ quán đã ném cậu ta vào xe rác. Thấy vậy Darwin vô cùng lo lắng, có vẻ như lần này cậu ta nghèo thật chứ chẳng cần phải giả nữa rồi. Tối đó có tiếng lạch cạch phát ra từ căn phòng con chuột hamster, rất nhanh chóng nó đã bị Darwin phát hiện ra, thì ra chú ta đang giấu đồ ăn ở đây. Chuột lông dài liền tỏ ra thiếu kiên nhẫn, vì thấy con hamster này không bao giờ ăn trong ngày cả, lúc này thì chúng mới hiểu. Con hamster này ngày giấu đồ ăn để đêm về ăn vụng. Tuy nhiên hamster vẫn rất cáo giả phản bác lại, trong lúc phấn khích nó đã dẫm thủng mất sàn chiếc lồng. Lúc này Darwin liền giữ bình tĩnh những chú chuột lại, sau đó là thuyết phục chúng cùng trốn ra khỏi đây, thay vì cứ phải nhốt ở trong này mãi mãi. Lúc này chúng có vẻ cũng đã đồng ý. Tại thời điểm này Saber đang có một cuộc trò chuyện với một người bí ẩn có tên là Gian Siêu. Tất nhiên là cuộc thảo luận giữa họ là về con chip Saber. Nó sẽ được kích hoạt sau 19 giờ nữa. Với sự kiểm soát của vệ tinh thì nó dường như đã bao quát toàn cầu. Sớm thôi, chúng sẽ kiểm soát toàn bộ thế giới. Trong lúc này phía bên Ben thì Mo Ác cuối cùng đã tìm thấy anh ấy. Ngay lập tức nó thông báo vị trí cửa hàng thú cưng cho Ben. Không còn nhiều thời gian, anh chàng vội gọi cô trợ lý cùng chạy xe qua, nhưng ai ngờ sau khi đến nơi anh chủ lại nói không tìm thấy chuột lang đâu hết, hóa ra Darwin đã bỏ trốn thành công và mang theo Hurley. Nhưng lúc này cậu ta đang bị những chiếc bánh kem kế bên thu hút lại, Hurley đề nghị với Darwin chỉ ăn một chút thôi được không, nhưng lúc này Darwin đã trông thấy chiếc máy pha cà phê bên cạnh. Hóa ra nó giống như thiết bị của thông tin đã thu thập về kế hoạch của Saber. Tuy nhiên Hurley nói nó thật lố bịch, nên Darwin chỉ có thể tới tự mình kiểm tra nó. Ngay sau khi lấy chip ra, thiết bị đó lập tức được kích hoạt. Nó bắt đầu khóa vị trí của Darwin và bắn một loạt hạt cà phê tới. Thế là cả hai lập tức chạy khỏi đó. Tuy nhiên cỗ máy vẫn đang đuổi theo Darwin. May mắn thay có một chiếc xe đi ngang qua, đã đâm và nghiền nát thứ robot này. Thì ra đó lại là xe của Ben, nên họ đã được trở về với anh an toàn. Mà Blaster và Ares cũng đã ở đó từ lúc nào. Hóa ra họ dùng ô tô đồ chơi trẻ em để trốn về đây thành công. Lúc này Darwin nói về những nguy hại của con chip, nên Ben cũng lập tức hiểu ra vấn đề. Anh bắt đầu vựng dậy tinh thần của những chú chuột và quyết định vạch trần việc xấu của Saber trước thế giới. Nói xong, Ben lấy cái máy pha cà phê vừa nãy ra nghiên cứu. Darwin nói với anh ấy, cậu ta đã cố tắt con chip ra và nhưng nó lập tức hoạt động và tấn công cậu. Darwin nghĩ con chip này có thể làm biến đổi các thiết bị điện. Nếu tất cả các thiết bị điện đang gắn con chip này, điều đó có nghĩa là thế giới đầy những cỗ máy giết người của Saber. Vẫn còn 30 phút để dừng chuyện này lại. Lúc này Ben cho biết tệp Darwin sao chép đã được bảo vệ bằng virus, nên anh không tài nào mở được nó. Hurley bên này nghe vậy liền nảy ra một ý, nếu đã không sử dụng được bởi có virus bảo vệ, thì hãy phá máy tính của gã Saber, đúng là thông minh đột xuất mà. Ngay sau đó Darwin liền nảy ra một kế hoạch, mà Ben cũng đã chế tạo ra những cỗ máy di chuyển cho cả nhóm. Ngay khi đến nơi họ bắt đầu chia ra để thực hiện kế hoạch, Darwin bố trí cho Hurley canh giữ tại đây. Những người còn lại sẽ theo đường ống xâm nhập. Đồng thời lúc này Saber đã nhấn kích hoạt, các vệ tinh trong không gian lập tức thay đổi theo. Những món đồ gia dụng tại một cửa hàng lập tức hóa robot, chúng bắt đầu tập hợp lại với nhau để ghép thành một cỗ robot lớn hơn nữa. Điện thoại FBI cũng bị kích hoạt, bản tin nóng lập tức được cập nhật. Ngay sau đó, một lực lượng đặc biệt đã được cử tới để hành động, họ lập tức tìm đến nơi của Saber. Nhưng ông ta nói rằng thực sự mình không biết về hậu quả như vậy, vì ông ta chỉ muốn làm cho công ty mình lớn hơn mà thôi, và ông ta chưa bao giờ nghĩ đến việc chế tạo ra một con robot. Hóa ra kẻ chủ mưu đằng sau tất cả điều này lại là Speckers. Darwin vô cùng thắc mắc sao cậu ta chưa chết mà lại chạy đến hang ổ của kẻ thù vậy. Speckers liền cười nhẹ nói, tôi chính là người đứng sau mọi chuyện. Sau khi lên xe rác, cậu ta đã sống sót khi trốn trong một xô súp. Ông già Saber đó chỉ là mồi nhử của cậu ta mà thôi. Mục tiêu của Speckers là thành lập một đội quân robot, sau đó tạo thành các điểm mấu chốt khắp trái đất. Sau khi kích hoạt có thể hủy diệt cả trái đất ngay lập tức. Darwin hỏi tại sao cậu ta làm vậy. Thì hóa ra con người đã phá hủy gia đình cậu ta trong những năm trước đó. Gia đình Speckers bị bắt sống và chỉ còn cậu ta sống sót. Để trả thù, cậu đã tự đào tạo mình thành một đặc vụ, với mục đích để con người mất đi những người thân yêu của họ. Nói xong, một tiếng nổ lớn vang lên và thiết bị của Speckers đã chính thức hoạt động. Darwin liền nhảy khỏi đó khi thấy tình hình không ổn. Hurley bên trong thì bị ngã sấp mặt. Speckers tiếp tục sử dụng điện tử để triệu tập một thiết bị vũ trụ. Lúc này, Darwin leo lên đầu để cố gắng ngăn chặn hành vi của cậu ta. Nhưng Speckers không muốn dừng lại trước những kẻ đã giết gia đình mình. Con người trong mắt cậu ta đều không tốt. Darwin bên này vẫn thuyết phục Speckers họ là một gia đình. Chính Ben là người đã nhận nuôi họ. Nghĩ lại khoảnh khắc bạn bè ngày đêm bên nhau, Speckers chợt nhận ra sai lầm của mình. Cậu cố tìm cách để ngăn chặn bi kịch xảy ra. Tuy nhiên lúc này chương trình đã không thực hiện theo yêu cầu cậu ta nữa. Nó lúc này như một cỗ máy mất kiểm soát. Đúng lúc này Darwin đã cầm bản virus trên tay. Cậu liền và dứt khoát cắm nó vào máy chủ khiến cả chương trình lập tức phá hủy. Cỗ máy khổng lồ bắt đầu sang chế độ tự phát nổ.
và biến thành đống sắt vụn ngay sau đó. Sau đó, Saber cũng đã bị FBI bắt đi để điều tra. Còn những đặc vụ chuột chắc chắn là người chiến thắng. Ngày hôm sau, trụ sở chính đã cho phép giữ lại bộ phận của Ben và nhóm chuột đặc vụ. Họ được công nhận thành tích đáng tự hào và trở thành đặc vụ chân chính. Thậm chí họ còn trở thành viên chính thức của FBI. Vậy là bộ phim tới đây cũng đã kết thúc rồi. Tuy những yếu tố trong phim khá đơn giản nhưng rất hay đúng không nào? Hãy để lại một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất của mình.